Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 7 tháng 3 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin trận đấu ngã ngũ Tô Lâm hạ đo ván Trần Thanh Mẫn. Trần Thanh Mẫn là người mới bước chân vào bộ chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam nhưng tham vọng rất lớn. Có vẻ như ông Mẫn không biết tự lượng sức mình khi mà muốn giật chiếc ghế vốn đang dính rất chặt vào lưng ông Tô Lâm. Trong nhiều ngày qua, sự kiện được dồn dập đưa lên báo chí làm người ta hình dung ra trận đấu giữa ông Trần Thanh Mẫn và ông Tô Lâm khốc liệt. Ông Trần Thanh Mẫn là kẻ thách đấu, còn Tô Lâm là kẻ bảo vệ chức vô địch của mình. Như phần tin tức lần trước tờ Thời báo.de đã đưa tin, ông Trần Thanh Mẫn có rất nhiều khó khăn và giờ xin nhắc lại để quý khán giả có sự so sánh rõ ràng hơn sự tương quan giữa hai người này. Đây là hình ảnh ông Trần Thanh Mẫn, người thách đấu. Bất lợi lớn nhất của ông Trần Thanh Mẫn không phải là người trong ngành công an. Việc điều một người ngoài ngành công an làm bộ trưởng bộ này là một việc làm hiếm từ xưa tới nay. Điều đáng lo ngại nhất là người không hiểu tính đặc thù của ngành công an mà lại điều khiển ngành công an. Thì liệu ông Nguyễn Phú Trọng có an tâm cho được hay không? Ông Nguyễn Phú Trọng vốn là người kín tiếng, ít nói nhưng rất sâu sắc. Ngành công an trong tay ông Tô Lâm đang là lực lượng bảo vệ ngai vàng cho Nguyễn Phú Trọng rất tốt. Ông Trọng rất biết cách dùng người sao cho có lợi cho mình, nên khó mà ông Nguyễn Phú Trọng bỏ ông Tô Lâm chọn ông Trần Thanh Mẫn cho được. Ông Tô Lâm dính vào rất nhiều vụ bê bối, trong đó có vụ mobile phone mua AVG trị giá hàng ngàn tỷ đồng. Nhưng ngược lại, ông Tô Lâm cũng đã tổ chức sang Đức bắt cóc ông Trịnh Nhân Thành rất gọn gàng. Ông Tô Lâm là người vào tận Sài Gòn cũng bắt em trai ông Lê Thanh Hải mang về Hà Nội điều tra. Nói chung với ông Nguyễn Phú Trọng, ông Tô Lâm chính là cánh tay rất đắc lực. Có thể nói là không thể thiếu đối với ông Nguyễn Phú Trọng trong lúc này. Một cá nhân như vậy thì liệu rằng ông Nguyễn Phú Trọng có để ông Tô Lâm bị hất khỏi chiếc ghế hay không? Đó là rất khó. Cái khó lớn nhất của ông Trần Thanh Mẫn đó là gì? Ông Trần Thanh Mẫn cũng là một con người miền Nam leo được vào bộ chính trị trong khi hàng loạt tên tuổi lớn của miền Nam phải ra đi tay trắng như Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Thiện Nhân, Trương Hòa Bình, vân vân. Thì điều đó đủ thấy ông Trần Thanh Mẫn có tiềm lực chứ không phải là yếu. Tuy nhiên, nếu đem ông Trần Thanh Mẫn và Tô Lâm mà đặt lên bàn cân thì rõ ràng cán cân vẫn nghiêng về phía ông Tô Lâm hơn. Với một ủy viên Bộ Chính trị như ông Mẫn thì ắt ông hiểu rằng ông đã từng có người miền Nam không hề mang cấp bậc gì trong ngành công an mà đung một cái được phong lên hàm đại tướng để nắm bộ công an. Thì nay, dù khó nhưng ông Mẫn vẫn có thể chứ không phải là không. Được biết, vị trí Bộ trưởng Bộ Công an là vị trí xếp thứ 6 trong Bộ Chính trị, chỉ sau 5 vị trí chủ chốt bao gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư. Nếu cuộc chiến với ông Tô Lâm mà thắng, thì ông Mẫn tiến rất sát với vị trí là bàn đạp để leo vào 5 vị trí chủ chốt của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trước ông Tô Lâm, có ông Lê Hồng Anh sau khi hết làm Bộ trưởng Bộ Công an thì lên chức nắm Thường trực Ban Bí thư. Còn ông Trần Đại Quang thì sau khi mãn nhiệm kỳ Bộ trưởng Bộ Công an, ông vào tứ trụ và giữ chức Chủ tịch nước. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm, người phải bảo vệ bằng được danh hiệu của mình. Tuy ông Trần Thanh Mẫn yếu thế hơn, nhưng nếu ông Mẫn chiến đấu với ông Tô Lâm thì ông chỉ có cửa thắng hoặc hòa chứ không có cửa thua. Ông Trần Thanh Mẫn trước đây chỉ là ủy viên Trung ương, nay vào Bộ Chính trị kỳ đầu thì ông Mẫn dù bị xếp vào vị trí thấp nhất trong Bộ Chính trị thì ông vẫn có quyền lực hơn vị trí mà ông vẫn giữ khi còn là ủy viên Trung ương Đảng. Đó là lý do ông Trần Thanh Mẫn đã thách đấu, bởi đơn giản ông không có gì để mất cả. Còn Tô Lâm thì sao? Ông ta là người biết ra đòn hiểm. Có lẽ sát cánh cùng ông Nguyễn Phú Trọng kinh qua nhiều vụ án nên ông Tô Lâm ứng phó với những đòn đánh của đối phương khá dễ dàng. Việc ứng phó với dư luận báo chí trong và ngoài nước thì ông Tô Lâm biết lợi dụng người khác rất tốt, kể cả lợi dụng ông Nguyễn Phú Trọng. Ông lợi dụng ông Nguyễn Phú Trọng đối phó với dư luận quốc tế thông qua Bộ Ngoại giao. Những gì báo chí quốc tế hỏi thì bà Lê Thị Thu Hằng đỡ đạn hết. Còn đối phó dư luận trong nước, ông Tô Lâm cho Tô Ân Sô ra mặt trả lời những chất vấn của báo chí. Cho đến nay, ông Trần Thanh Mẫn chỉ đánh ông Tô Lâm trên mặt trận truyền thông
chứ chưa hề đánh trên mặt trận khác. Mà trên mặt trận truyền thông thì cả truyền thông quốc tế và truyền thông trong nước chĩa vào đều bị ông Tô Lâm khóa mất. Vậy thì trên mặt trận truyền thông xem như ông Tô Lâm đã đỡ được. Và với con người như Tô Lâm thì sau khi đỡ được, ông ta sẽ phản đòn. Điều này làm cho ông Trần Thanh Mẫn trở tay không kịp. Tô Lâm vốn là một tướng võ, ông ta chỉ thích bắt bớ khủng bố tinh thần hơn là cãi lộn trên mạng truyền thông. Về mặt này, có thể nói ông Trần Thanh Mẫn không có cửa để chống đỡ là những gì mà ông Tô Lâm thực hiện. Cú phản đòn của Tô Lâm chỉ cho quân vào tận Cần Thơ bắt nhốt thuộc hạ cũ của ông Trần Thanh Mẫn cho thấy ông Tô Lâm đã ra đòn cứng và mạnh như thế nào. Sau cú đánh đó, giới thạo tin cho rằng ông Trần Thanh Mẫn không có khả năng đỡ, mong Mẫn bây giờ chỉ có thể thỏa hiệp với ông Tô Lâm để ông Bộ trưởng Bộ Công an không đánh nữa. Đây là hình ảnh Bùi Thị Lệ Thu, một thuộc hạ cũ của ông Trần Thanh Mẫn khi đó. Từ lâu nay, ngành công an là ngành chuyên bắt bớ, tra khảo để điều tra, thậm chí nặn ra lời khai cũng được. Thì việc bắt bà Bùi Thị Lệ Phi, đây cũng là công cụ tốt dùng để cáo buộc ông Trần Thanh Mẫn phải ngoan ngoãn rời xa chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Thực tế thì không có công cụ nào lợi hại bằng những bằng chứng. Hồ sơ điều tra trong tay Bộ Công an tuy chưa chắc gì là hồ sơ trung thực, nhưng nó có tính thuyết phục rất cao. Cái thiếu của ông Trần Thanh Mẫn là gì được dư luận cũng đặt câu hỏi. Cái thiếu của ông Trần Thanh Mẫn là không có lực lượng đỡ đầu đủ mạnh. Ông Lê Hồng Anh trước đây được Lê Đức Anh xếp đặt, mà ông Lê Đức Anh khi đó thì có quyền lực quá mạnh. Ông Trần Thanh Mẫn và Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam như là việc lội ngược dòng vậy. Khi mà những người thuộc thế lực miền Nam dần dần bị rơi rụng hết và loại khỏi Bộ Chính trị, ông Nguyễn Thiện Nhân, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Trương Hòa Bình đều phải ngậm ngùi ra đi. Hiện giờ còn có 3 người miền Nam tại Bộ Chính trị, trong đó có ông. Vì vậy, ông Trần Thanh Mẫn và Bộ Chính trị trong lúc miền Nam không còn ai đủ mạnh để che chở cho ông cả. Võ Văn Thưởng ông này đang là cánh tay mặt của Nguyễn Phú Trọng, và Nguyễn Văn Nên cũng là cánh tay mặt của ông ta nốt. Vậy Trần Thanh Mẫn làm sao đứng độc lập cho được? Vì vậy, ông ta phải theo một phe, đó là phe Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, vị trí của ông Trần Thanh Mẫn trong Bộ Chính trị lại thấp hơn Tô Lâm, và với mức độ tín nhiệm ông Trọng cũng dành cho Tô Lâm nhiều hơn ông Mẫn. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng được cho rằng cần ông Tô Lâm hơn ông Mẫn. Điều quan trọng là giả sử ông Trần Thanh Mẫn mà thay ông Tô Lâm nắm Bộ Công an, thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ không an tâm về khả năng điều binh khiển tướng của ông Mẫn cho được. Trong công an cũng như trong quân đội, phải có tướng mới điều quân, còn không phải tướng thì điều quân rất khó. Chính vì thế mà ông Trần Thanh Mẫn không thể làm cho ông Nguyễn Phú Trọng an tâm khi ngồi vào ghế Bộ trưởng Bộ Công an. Hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã già rồi, thế lực ông ta cũng dần dần suy yếu đi. Vì vậy, ông cần một Bộ trưởng Công an sắt đá, sẵn sàng dùng bàn tay sắt nếu cần thì mới có thể đảm bảo cho ông Nguyễn Phú Trọng còn duy trì được sức mạnh. Ông Trần Thanh Mẫn đã bị Tô Lâm hạ đo ván là tất yếu. Với quá nhiều bất lợi như vậy, mà quan trọng nhất là món võ bắt bớ với Hà Nội và về Hà Nội giam rồi điều tra, thì việc này ông vẫn không làm được. Khi ông Mẫn mà thách đấu với Tô Lâm thì tất nhiên ông Tô Lâm sẽ khai thác tối đa sở trường của ông để giữ bằng được chiếc ghế Bộ trưởng Bộ Công an đầy quyền lực của mình. Đã là người thách đấu mà thế lực cũng yếu, lực lượng đỡ đầu thì không có. Rõ ràng ông Trần Thanh Mẫn thua ngay khi kỳ họp Quốc hội sắp tới chưa diễn ra là điều dễ hiểu. Theo thông tin rò rỉ mới nhất thì hiện nay ông Trần Thanh Mẫn đã bị ông Tô Lâm đá sang ghế làm Phó Chủ tịch Quốc hội hình thức. Một chiếc ghế không có mấy quyền lực. Thường những người hết thời mới ngồi vào chiếc ghế Phó Chủ tịch Quốc hội, chứ người đang tìm ghế quyền lực cho mình ít ai tìm vào chiếc ghế hữu danh vô thực này. Có thể ông Trần Thanh Mẫn sẽ ngồi vào chiếc ghế Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, ghế mà bà Tòng Thị Phóng đã ngồi suốt 2 nhiệm kỳ vừa qua. Đây là hình ảnh có thông tin cho rằng ông Trần Thanh Mẫn sẽ làm Phó Chủ tịch Quốc hội. Ở Quốc hội, vị trí được cho là khá nhất là chức vụ Chủ tịch Quốc hội, chức mà ông Vương Đình Huệ sẽ nắm sau vài tháng nữa. Tuy nhiên, ở 2 nhiệm kỳ gần đây thì Chủ tịch Quốc hội sẽ về vườn chứ không leo cao hơn như ông Nông Đức Mạnh hay ông Nguyễn Phú Trọng trước đó. Còn chức Phó Chủ tịch Quốc hội thì xem như không còn cơ hội nào cả. Hầu như người ta không thấy nhân sự ở Quốc hội mà giạt qua Ban Bí thư
hay chính phủ được nữa. Hầu hết là họ ở đó cho đến hết nhiệm kỳ rồi về hưu. Không biết việc ông Trần Thanh Mẫn bị giạt qua Quốc hội đó có do bàn tay sắp xếp của ông Tô Lâm hay không. Tuy nhiên, chỉ biết rằng với vị trí mới này thì ông Trần Thanh Mẫn đã hết cửa chọc ngoáy vào chiếc ghế mà ông Tô Lâm đang ngồi và giữ. Ông Tô Lâm đang là người được Nguyễn Phú Trọng rất sủng ái thì cũng khó lòng mà ông một Trần Thanh Mẫn làm được điều gì. Cuộc chiến giữa Trần Thanh Mẫn và Tô Lâm xem như không đi đến đâu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 7 tháng 3 năm 2021 với bản tin Trận đấu Nga Ngũ, Tô Lâm hạ đo ván Trần Thanh Mẫn. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.